Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề xuất đón khán giả trở lại sân Mỹ Đình, cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup năm 2022. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đề xuất đón khán giả với sức chứa 50% sân Mỹ Đình khi đội tuyển tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại World Cup năm 2022 vào tháng 11. Theo kế hoạch thi đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình trong tháng 11 năm 2021, đó là các trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản ngày 11 tháng 11 và đội tuyển Saudi Arabia vào ngày 16 tháng 11. Đại diện VFF đã có tiết lộ sân Mỹ Đình và đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng và hoàn toàn đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Bên cạnh đó, liên quan tới 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia trong tháng 11 tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản xin phép các cơ quan chức năng để cho khán giả vào sân với số lượng dưới 50% sức chứa sân Mỹ Đình. Cụ thể, VFF đề xuất cho khán giả được vào sân với số lượng tối đa là 50% so với sức chứa 40.000 chỗ của sân Mỹ Đình. Điều kiện để cổ động viên được vào sân là có xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vào vòng loại cuối cùng World Cup, hiện đội tuyển đứng cuối bảng do thua cả 4 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 10 bàn.